Hôm trước thầy cho mình xong câu số 10, hôm nay thầy cho mình tiếp tục từ câu số 11. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số giá trị nguyên của tham số m để phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Anh dạng này thì chúng ta cứ ghép trục vì nó có tham số m, ghép trục thì đơn giản nhất, đúng không? Thầy làm ghép trục cho nhanh nhá. Ok. Ghép trục thì rất đơn giản thôi, chúng ta thấy điều kiện của nó này thì là trừ trừ đâu? Trừ 2 đến 2 thôi. Thì chúng ta sẽ có đây. X này. X này. U bằng căn của 4 trừ x bình. Và đây chính là fu. Đó. Chúng ta chỉ có trừ 2 cho đến 2 thôi. À, điều kiện này 4 trừ x bình lớn bằng 0, đúng không? Thì nó chạy từ trừ 2 đến 2. Chúng ta thấy cái điểm cực trị này chắc chắn là liên quan theo tính đạo hàm ra. Chúng ta đạo hàm ra thì nó sẽ xuất hiện là 0. Hoặc ta bấm máy thì kiểu gì nó cũng sẽ là 0 này. À. Bởi vì chúng ta thấy là thằng này này nó sẽ đạt lớn nhất nha. Đạt lớn nhất là tại gì? Tại 2, bởi vì thằng này là hàm parabol, nói tóm lại như vậy. Đó. Còn không ta cho máy tính bấm nha. Bạn nào không biết cho máy tính bấm này, còn chúng ta có thể là đạo hàm, chúng ta đạo hàm nhanh này, u thì u phẩy này, u phẩy thì bằng trừ x chia cho căn bậc 2 của căn bậc 2 gọi là 4 trừ x bình, đúng không? Cho thằng này bằng 0 thì x bằng 0. Đấy, x bằng 0. Đấy. Y bằng 0 thì nó sẽ đạt cực trị tại đó. Và trong trường hợp này nó sẽ đạt đạt. Được chưa? Đạt cực đạt. Và nói tóm lại chỗ này bằng 0 này. Thay 0 vào đây thì nó bằng 2 này. Chưa? Thế còn thay cộng trừ 2 thì nó bằng 0. Đó. Ok. Thế được rồi. Thế được được U mi. X mi U rồi. Bây giờ còn U với FU thì nó giống như là X với FX trên này thôi. Rất là đơn giản. Được chưa? Từ trừ 2 cho đến 0. Từ trừ 2 này. Trừ 2 đây nha, chúng ta nhìn đây. Trừ 2 cho đến 0 đây. Thì nó đi qua một cái điểm cực trị. Đây, điểm cực trị đây, hay chính là điểm cực đại. Điểm này mình cứ cho là A. Đấy nhỉ? Rồi, trừ 2 cho đến 0, cứ cho là A. Vậy đây chúng ta sẽ có. Đâu nhỉ? À đâu, xin lỗi, 0 đến 2 chứ nhỉ? Sao lại trừ 2? Nhìn đây nhầm rồi. Từ 0 cho đến 2 chứ, từ 0 cho đến 2. Không có điểm cực trị nào cả. Đúng không? Từ 2 cho đến 0 cũng không có điểm cực trị nào cả. Đúng chưa? Đấy. 0 đến 2 này, 2 đến 0 này. Đấy. Chỗ này không có, bỏ qua hết, nên là không quan tâm chỗ này. Vậy thì x bằng 0. X bằng 0 đây, hay là u bằng 0 đấy thì nó bằng 3. 3 trên này. Đó, tiếp tục là 2 thì nó bằng 0, 2 thì nó bằng 0. Tiếp tục là gì? 0 nó lại bằng 3. Tôi đi xuống. Đi lên. Đó, quá là dễ. Ok, nó có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Hai nghiệm phân biệt. Thứ nhất là m nó nằm đây. M nó phải nằm giữa đây này, sẽ có hai nghiệm đây, một nghiệm, đây một nghiệm. Thế xem nó bằng 3 có được không? Thì bằng 3 thì đây nên đây là x bằng trừ 2 bằng 2 được, vẫn có hai nghiệm phân biệt. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra ngay, không thì chắc chắn là không thể lấy dấu bằng được vì đây nó chỉ có một nghiệm thôi, một nghiệm thôi. Đó. 0 nhỏ hơn m nhỏ hơn bằng 3. Đó. Và chúng ta sẽ thấy ngay lúc này sẽ có gì? Số nguyên mà m sẽ bằng 1 này, bằng 2 này, 3 này. Vậy ta sẽ có 3 giá trị đáp án B. Ok, được chưa? Đấy, thì đấy là liên quan đến câu số 11. Rất là đơn giản. Tiếp tục sang câu số 12 xem sao. Câu số 12. Đó. Câu số 12 này. Cho hàm số đây, đây hàm bậc 3 có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm nằm trong cái khoảng này của phương trình là bao nhiêu? Ok, đây chúng ta thấy là bên này nó lại không phải là hàng số, nó là một cái hàm và chắc chắn nhìn hai thằng này giống nhau rồi thì ta cứ bài này ta trước tiên ta cứ mạnh dạn đặt là gì? Đặt T được, U cũng được,
V được đặt cái gì? Miễn thằng này là T đi. Bằng codec cộng với 1. Đó. Thì lúc này đương nhiên là T sẽ codec sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Do đó T sẽ thuộc từ đâu đến đâu? T thuộc từ 0 cho đến 2. Đó. Ok, vậy thì lúc này phương trình nó sẽ trở thành là gì? Phương trình đó, phương trình này này. Nó sẽ là FT bằng T. FT thì đây chúng ta có đồ thị này, FX này, FX này. Bây giờ biến nó thành biến T luôn đi, đúng không? Thì cũng coi như là FT đi. Ta đổi X thành T. Đó, đây thì là T, được chưa? Thế thì chúng ta chỉ xét trong khoảng từ 0 đến 2 thôi, 0 đến 2 chỗ này. Đúng không nhỉ? Cái đường thẳng Y bằng T là đường thẳng đây. Đường thẳng đi qua Y bằng T đây. Nó sẽ đi qua nhá. AA này. Đây là BB này. Rồi 22 này. Nó đi qua ba cái điểm ABC này. Đó, Y bằng T này. Hay Y bằng X cũng được. Đúng không? Đó. Đi qua điểm này. Điểm đây. Và từ 0 cho đến 2 thì có một nghiệm là gì? Và B là 1. Một nghiệm là 2 là 2. Đúng không? Ok. Đó. Thì từ phương trình này thì ta sẽ có tương đương này là T bằng B và T bằng gì? Bằng 2. Thực ra còn T bằng A nữa nhưng mà A nó lại gì? Nó nhỏ hơn 0, đúng không? Đây này, thằng cos x nó chạy từ trừ 1 đến 1, do đó T sẽ chạy từ 0 đến 2, nên chắc chắn rồi. Đó. Ok, thế với T này sẽ thuộc B này sẽ thuộc từ đâu? Thuộc từ 0 đến 1. Thế nhỉ? Đó, thằng này bằng 2 thì rõ rồi. Vậy thay vào thôi là xong. À, thực ra là 0 đến 1 ở đây mình cứ mạnh dạn chỗ này chính giữa đây mình có thể chọn luôn được. Chọn gì? Chọn T bằng 0,5. Đấy, cho nó dễ. Đúng không? À B chứ, B bằng 0,5 chứ. Sao lại chọn T? B bằng 0,5. À cũng được, đúng không? B bằng 0,5 thì chính là T bằng 0,5 thôi. Đúng không? Chọn B bằng 0,5 thì xác được. B bằng 0,5, mình chọn B bằng 0,5. Và T sẽ bằng 0,5, được chưa? Và lúc đấy chúng ta sẽ thay ngược trở lại thôi. Thì ta sẽ có codec cộng 1 thì bằng 0,5. Đó. Chưa? 0,5. Và codec cộng 1 thì bằng mấy? Bằng 2. Ở đây chúng ta sẽ có là codec bằng trừ 0,5 và codec bằng bằng 1. Đấy. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta có codec bằng 0,5, codec 1 rồi thì chúng ta bây giờ vẽ đường tròn được giác thôi. Chúng ta vẽ ra và chúng ta sẽ từ trừ pi trên 2 cho đến 9 pi trên 2 nó sẽ quay bao nhiêu vòng. Ok, vẽ cái gì? Cái sơ đồ xoắn ốc nha. Chúng ta sẽ vẽ sơ đồ đó. Okay. Đây chúng ta sẽ có trục đây. Đó. Đây trục cốt này. Đó. Tin này. Bắt đầu từ trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2 là điểm bên dưới này. Đây trừ pi trên 2 này. Đó. Bắt đầu ta đi này. Đi đây nhá. Đi trên này thôi. Đó. Trừ pi trên 2 là đây. Bắt đầu đến 0 này. Đây là 0. Đó. Cùng 0 này. Tiếp tục đến 1 pi trên 2. 2pi trên 2, 3pi trên 2, 4pi trên 2, 5pi trên 2, 6pi trên 2, 7pi trên 2, 8pi trên 2 và đến đây là 9pi trên 2. Đó. Đúng không? 9pi trên 2 đây. Rồi. Thế thôi. Thứ nhất, codec bằng trừ 0,5, trừ 0,5 chỗ này. Đó, trừ 0,5. Kẻ một đường vuông góc ở chỗ trừ 0,5 này. Được chưa? Vậy cắt. Chúng ta thấy cắt đi 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Vậy bên này, trong này có 4 nghiệm. Rồi. Thế bằng 1. Bằng 1 đây. Có điểm 1 chỗ này. Đây là 1. Thế nhưng mà 1 đây. Tất cả mấy thằng này cũng là 1. Nó chồng với nhau này. Đấy, 1. Đây, vậy thì 1 thằng này. 2 thằng. 3 thằng, đúng ra đây là 1 đây, đó. Mình vẽ nó ra mình phải vẽ chồng với nhau,
đúng không? Nhưng mà mình vẽ rời ra nhìn dễ nhìn thôi. Thì đây vẫn là một, định là một này, là một. Đó, ta hiểu vậy. Ok, vậy đây là một, vậy là ba. Này ba nữa, ba nghiệm nữa, đúng không? Đấy. Chưa? Ba nghiệm nữa, vậy thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ô, không có đáp án là 7 à? Thế thì chúng ta sẽ ở đây. Đúng nhỉ? Xem là có đáp án là 7. Thế thì khả năng chúng ta thấy chỗ này này, nó thể hiện này. Bằng 1 này, thì mỗi lần thằng bằng 1 này nó có cũng bằng 1 đây. Ô, sao chỉ có 7 thôi? Có nhầm lẫn đâu nhỉ? Không có đáp án là 7 à? Thế mới hay chứ nhỉ? Thế từ 0 đến 1 xem lại nhá. Rồi. Hả? Rồi. Đâu chứ nhỉ? Đâu 10 nhỉ? 1 này, 2, 3. Để mình cần vào tí cắt cắt ai nhỉ? Đâu cắt đâu. Bằng 1 cơ, một cố định bằng 1 mà. Cố định 0,5 trừ 0,5 thì 1 2 3 4 5 6 7. Chả nhẽ thành ba cái thằng này là thành 10 á? Thì thằng này là gọi là nghiệm kép á, không phải ấy nhỉ? Đâu? Không không, nó tiếp xúc vào đấy. Thì đấy nó chỉ có một nghiệm. Đúng rồi, nó chỉ có một nghiệm đấy thôi. Một nghiệm là bằng 0 là 1 này. Một nghiệm là 2 pi là 2 này. Đúng không? Một nghiệm là 4 pi. Đúng không? Là 3 này. Nghĩa là 4 pi là 3. Bên này thì đây 1, 2, 3. Đúng nhỉ? Trừ pi trên 2 đến 9 pi 2 đủ chưa nhỉ? Trừ pi trên 2 này. Đến 0 này. 1 pi 2, 2 pi 2, 3 pi 2, 4 pi 2, 5 pi 2, 6 pi 2, 7 pi 2, 8 pi 2, 9 pi 2. Đúng rồi. 9 pi 2 là hai vòng. À đâu? Là thành 4. Ừ đúng rồi, là hai vòng, một vòng, hai vòng. Một vòng, hai vòng, hai vòng rưỡi. Đúng rồi. Chuẩn chứ nhỉ? Sắp sai đề. Ồ. Sao lại không có đáp án nhỉ? Chỗ này sao lại? Sao lại không có 7? Lại chỉ có 6 thôi. Sao có nhầm lẫn nữa nhỉ? Bằng 0,5 chỗ này mình cho B. Đây. Hai chỗ này nữa. Ví dụ thằng này nó là trừ chỗ này A là âm rồi đúng không? Mình cứ cho trừ 0,5 đi. Thì đây trừ quả 1,5 thì chắc chắn là không thuộc rồi. Cái công nghiệp này là bỏ này. Này là bỏ. Đó. Thì nó không thuộc đây. Chắc chắn rồi. Ủa. Em lẫn đâu nhỉ? Sai đâu nhỉ? Không có đáp án. Đúng không? Đã ghê nhỉ? Sẽ kiểm tra lại xem mình có sai đâu không? Fx bằng t. Rồi Fx bằng t đúng rồi. Ft bằng t đúng rồi. Nó cho sẵn rồi mà. Ừ. Hay quá ha. Thôi kệ nó đi, mình cứ mạnh dạn là đó thì 7. Cứ cho cái đáp án E đây. Đó. Anh vào đây. Biết đúng hay sai. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7, 7 nghiệm thôi mà. Lăng cao là 7 rồi đúng không? Cốt mà cốt đúng rồi, chuẩn đấy. Còn nếu ví dụ xin chẳng hạn, xem là xin là xin trừ thì bằng 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 là 8. Nếu là sin thì nó mới là thành gì? Cộng 1. Sang bên này thì thành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi đấy. Tóm lại chắc là đúng không? Rồi, cả nó đi. Ôi trời. Rồi rồi, đấy câu số 12 nha. Rồi câu này thì chúng ta nên làm gì? À, nên làm bởi vì nó là F, T bằng T. Nên chúng ta ghép trục nó sẽ hơi khó một chút. Khó nhìn, vì nó là hàng số thì chúng ta dễ nhìn. Rồi chúng ta phải biết nhiều cách. Tiếp tục này, sang câu số 13. Ok, nó đi nha. Đây câu số 13. Đấy. Câu số 13 này là sao? Ở đây cũng là F, trị đối F của sin x bằng 1. Đấy, ta sẽ trị tuyệt đối. Đầu tiên là trị tuyệt đối của F sin x bằng 1.
thì tương đương với f của sin x bằng cộng trừ 1. Đó, này cho dễ. Được chưa? Thế bây giờ ta sẽ ghép trục cái thằng f sin x, hoặc là chúng ta cho luôn bằng sin x bằng f bằng 1 này bằng trừ 1 này, sẽ là bằng bao nhiêu? Nếu làm truyền thống thì ta cho cái thằng fx bằng 1 và trừ 1 nha. Ở đây sẽ là bằng bao nhiêu? Rồi chúng ta sẽ nhìn vào đây này. Làm nhanh cái theo cách 1 đi nhá, gọi cách 1 đi. Làm nhanh chúng ta hiểu. Bằng 1 đây. Đó, bằng 1 nhá. Bằng 1 thì sẽ có một nghiệm ở đây này. Một nghiệm đây. Một nghiệm đây. Và một nghiệm đây. Đúng không? Thì đây cái nghiệm này này, để A này, B này, C này. Đó. Thì khi mà nó bằng 1 thì f của sin x bằng 1 đấy, thì ta có sin x bằng A nhỏ hơn trừ 1. Này vô nghiệm luôn. Đó. Và f sin x tức là sin x bằng B và thuộc từ 0 trừ 1 đến 0. Rồi. Sin x bằng C lớn hơn 1, thằng này vô nghiệm. Đó. Cái thằng này sẽ có mấy nghiệm? Cái mấy nghiệm này thì chúng ta sẽ cho đây đó, quay 5 thì 5 vòng. 5 vòng thì thực ra là từ thuộc từ trừ 1 đến 0, mình cứ quay 5, à đâu phải 5 vòng, mà 5 vòng nguy hiểm quá đúng không? Hơn 4 vòng thôi, mình cứ gì cho nó chạy đây. Đó. 0 này, đúng không? 0 này, 1pi này, 2pi này, 3pi này, 4pi này, rồi đây là 5pi. Đó, thế thôi, 5pi. Đó, 5pi này như vậy. Bây giờ nó bằng gì? Bằng B từ trừ 1 đến 0, trừ 1 đến 0 ở chỗ này, sin đây, sin trên là sin đây. Thế cô đây. Đó, từ trừ 1 đến 0 thì nó nằm ở phía dưới này. Đây, đây là B. 1, 0 đây. Thì ta có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Vậy thằng này có 4 nghiệm này. Nghiệm. Rồi, xong cái thằng đấy. Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục ta sẽ cho cái thằng bằng trừ 1. Trừ 1 ở chỗ này. Trừ 1, đúng không? Thì nó cũng thế thôi. Trừ 1 này, thằng này nhá. Thằng này là A1 này là đây. Đây là B1. Thằng này là C1. Đúng không? Thì sin x bằng A1 thì cũng là gì? Cũng nhỏ hơn trừ 1 vô nghiệm nhá. À, sin x bằng C1 cũng lớn hơn 1 vô nghiệm, là chỉ còn thằng B1 đấy thôi. Nói tóm lại như thế. Thế thì chúng ta sẽ có một cái thằng là sin x bằng gì? Fx f sin x bằng trừ 1. Mình chỉ viết mỗi cái thằng có nghiệm thôi nhá. Sin x thì bằng ấy, B1 mà thuộc từ 0 đến 1. Đây, 0 đến 1. Lấy luôn thằng trên này. 0 đến 1 ở chỗ này. Đúng không? Đây là B1 đây. Đây, 0 đây. 1 nó nằm đây. Đó. Cắt tại 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm. 6 cộng với 4 là 10. Là đáp án C. Đúng không? Trên là 6, dưới là 4, 10. Ok, đáp án C. Xong. Rất là đơn giản. Được chưa nào? Đó. À, vậy thì đấy là cách thứ nhất liên quan đến cái phần mà chúng ta làm theo cách truyền thống. Thế nhỉ? Rồi, chúng ta làm cách ghép trục xem sao. Ghép trục thì cũng khá là đơn giản thôi. Nha, ghép trục này. Ghép trục thì thầy cũng bỏ mấy cái thằng này đi cho nó đỡ dối. Trả lại cái bảng nó sạch đẹp, đúng không? Đấy. Ok, ghép trục thì rất đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ có x này. X này. U bằng sin x. Rồi f u. Đó. Được không? 5pi.
Đó, 0,5 pi là cái đoạn này, 0,5 pi này. Và sin x thì chúng ta biết rồi, ta cứ lần lượt thôi. Cực trị của nó thì chắc chắn là gì? -1,1 rồi. Đấy. Thế thì x tại 0 thì nó bằng 0 này. Đúng không? Sau đó lên là pi trên 2 thì nó lên 1 này. Lên 1 đây là pi trên 2 này. Đúng không? Pi trên 2 thì lên 1. Rồi đến 3 pi trên 2 thì nó lên xuống -1, đúng không? 3 pi trên 2 mà thêm anh 3 pi trên 2 mà cộng với pi nữa là 5 pi trên 2 đúng không? 3 pi trên 2 rồi đến 5 pi trên 2 đúng rồi. 5 pi trên 2 rồi thành 1. Đây, cứ nhìn đây này. Đó đây. Bây giờ ra này nha, thì là 5 pi trên 2 này là rồi đến gì? Đến 7 pi trên 2 đúng không? 1 đến 3 5 7. 7 pi trên 2. 7 pi trên 2 là -1. 9 pi trên 2, 9 pi trên 2 đúng không? Nó đến 9 pi trên 2. 1. Đúng không? 1 với 0, có phải không nhỉ? Để xem đúng nhá. Sai chết dở này. Pin 2 là 1 này, 3 pin 2 trừ 1 này, 5 pi trên 2 1 này, 7 pin 2 trừ 1 9 pi trên 2. 9 pin 2 thực ra là bằng 4 pi 4 pi cộng với 4 pi cộng với pi trên 2 đúng không? 4 2 8 pi 2 đúng không? Ok, rồi đúng rồi đấy. Chuẩn rồi. Thế thôi. Đó. Thế thực ra thì cái bài này từ 0 chỉ có từ 0 đến 1 thôi này. 0 đến 1. Đây nhá, 0 đến 1. Đó. Thì 0 mà đến 1 thì không có điểm cực trị nào này. Từ 1 đến -1 thì quá 0 này, quá 0. Con này quá 0. Con này quá 0. Quá 0. Đó. Rồi thế thôi, điền vào là xong. Tại 0 thì nó bằng 0. Ờ thì 0 này, 0 ở giữa đi. Rồi. Tại 1 thì nó bằng -2. -2 đây. Tại 0 là lại phải 0. Đúng không? Ở 0 làm gì không phải là điểm cực trị, sao mình điền 0 một đến làm gì cho nó mệt nhờ? Thảo nào thì nó cũng mà thôi kệ nó đi lên cả thôi mà. Đó. Được chưa? Kệ nó đi. Lên đến 1 thì nó lại lên 2. Kệ nó. Đấy không, thực ra đó nó không phải điểm cực trị mà mình đã chót viết rồi. -2 lại không. Là gì? 2 không. Còn -2 không, kệ nó. Đấy, đi như này. Đi tuột lên, nó không là điểm cực trị nên nó không đảo xuống. Mình cứ đã chót viết rồi nhá, còn không thực tế thì bỏ nó đi nhá. Đó. Được chưa? À, thực tế chúng ta có thể bỏ nó đi, bỏ cái thằng không này đi vì nó không phải điểm cực trị đâu. Đây đặt vào cứ tưởng là điểm cực trị nhưng không phải. Ok. Đó. Thế thôi, bây giờ nó gì? Nó bằng 1. F bằng 1 đây, 1 nó nằm từ 0 đến gì? Đến 2, 1 nó chỗ này. Đúng không? F bằng 1. Thế là một điểm này. 2 điểm này. 3 điểm này. 4 điểm. Nhầm lẫn thêm không nhỉ? Mà kệ nó đi. Đó. Tiếp tục là gì? Trừ 1 nằm dưới. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Đúng không? Trừ một ở dưới là ta tìm được à? Mấy nghiệm? Sáu nghiệm đúng không? Đây, sáu nghiệm đây. Còn trên là bốn rồi, chuẩn rồi đấy. Đó. Bốn phải tổng ra là 10 rồi. Ghép chụp đây là trừ một này. Đây, trừ một. Đó. Ok chưa? Hãy ghép chụp thế. Ghép chụp nó khá là nhanh đúng không? Có thể nhanh và dễ hiểu hơn, được chưa nhỉ? Ok. Chúng ta sang câu số 14. Rồi. F của ở đây chúng ta khả năng ghép chụp cho nó dễ nha. Ghép chụp luôn vì nó có chứa tham số này. Đó. Đầu tiên là x. Rồi là gì? U bằng 2 tan 2x trừ FU.
không y trên 8 thế nhỉ. Rồi thực chất đấy là gì? Chúng ta thấy là cái thằng tang này là không đạt cực trị, nó luôn đồng biến mà, luôn đồng biến. Thế thì tại không thì tang không là bằng không, đúng không? Thế tại pi nhân 8 thì nó thành tang pi nhân 4. Thằng này chúng ta chú ý nhé, hàm tang này, nếu bấm máy ta thấy nó chạy tuột cái từ không cho đến mấy đây nhá. Pi nhân 8 thay đây, pi nhân 8 thì nó còn tang của pi trên 4, tang pi trên 1 nó chạy từ 0 đến đến 2 luôn. 1 nhân 2 là 2. Không. Đó, chạy tuột từ 0 đến 2. Đấy. Chỗ này nó không có đạt cực trị đâu, nó rất là dễ. Bài này khá là dễ. Đấy nhỉ. Thế bây giờ thôi, u với fu thì giống như x với fx. Đấy. Hay là x với y này. Đó. Thì nó sẽ chạy từ 0 đến 2, từ 0 đến 2 chẳng có gì, thằng này cũng chỉ có mỗi hai cái điểm cực trị này thôi, rất là dễ, đúng không? Có nghiệm thuộc thì quá là dễ rồi, x bằng 0 thì nó bằng mấy? Ô bài này thì dễ quá. X bằng 0 thì nó bằng 1. X bằng 2 thì nó bằng 5. 1 ở phía dưới. 1 đây. 5 này. Nó kéo tuột từ đây đến đây hết. Rất là dễ, đúng không? Vậy để có nghiệm thì cái thằng 2 2m trừ 2m cộng 1 này nó phải nằm đây, có nghiệm thôi. Đấy. Trừ 2m cộng 1, quá đơn giản. Vậy từ đấy suy ra ta có bằng được được 1 không? Không bằng được 1 đúng không? Bởi vì 1 thì nó bằng 0, 0 đây nó không lấy. Có bằng được 5 không? Vậy đây nó gì? Đây nó bằng pi trên 8 thì nó không lấy. Do đó thì để có nghiệm ấy thì có nghiệm ấy, thì trừ 2m cộng 1 này lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5. Thế thôi. Chúng ta sẽ có là trừ 2m không nhỏ hơn trừ 2m nhỏ hơn 4 nhỉ. Và chúng ta sẽ thấy trừ 4 là trừ 2 nhỏ hơn m nhỏ hơn 0. Đó. Có bao nhiêu giá trị nguyên thì mỗi một thôi, đúng không? Đây có trừ 1 nhỉ, m bằng trừ 1. Đó. Trừ 1 thì đáp án A rồi. Đấy. Tóm lại là ghép trục thì rất là nhanh, bài trung 14 là như vậy. Ok, xong. Đấy, làm cái dạng này bây giờ nó quá là dễ rồi, không có gì phải bàn nữa cả. Sang bài số 15. Bài số 15 này. Chúng ta cũng ít làm truyền thống hay ghép. Ghép đi nhỉ, ghép cho nó nhanh, đúng không? Ghép nó nhanh hơn nhiều, truyền thống cũng được thôi. Đó. Có tối đa bao nhiêu nghiệm phân biệt thì tốt nhất là ghép chụp ghép nha. Chúng ta thống nhất ghép này, x 25 x rồi u bằng 1 trừ đi fx fu. Ok, đây là trừ vô cùng cộng vô cùng rồi. Ok, thế thì vẫn như cái bài mà hôm trước có một cái bài liên quan đến nó cũng gì, u với fx quan hệ nó bậc nhất với nhau, quan hệ bậc nhất với nhau, và cái thằng này nó có dấu âm, do đó thì khi mà x ở trừ vô cùng ấy, thì fx nó ở đây này, chúng ta nhìn đây nhá, fx đây, fx đây nhá, thì khi x ở trừ vô cùng này thì fx ở trên này nó là cộng vô cùng, đúng không? X trừ vô cùng thì fx cộng vô cùng, đúng không? Cộng vô cùng mà có dấu trừ thì chúng ta thành trừ vô cùng. Đó, chứ nhỉ? Ngược lại này, cái thằng x ở cộng vô cùng thì cái thằng fx này trừ vô cùng. Trừ vô cùng mà có dấu trừ, trừ fx mà thì nó thành cộng vô cùng. Đó, chứ nhỉ? Chúng ta phải xác định rõ cái thằng này chưa? Đấy. Rồi. Tiếp tục này. À, về cái điểm cực trị của cái thằng fx với x thì nó giống như là u với x thôi, đúng không? Chúng ta đây có điểm cực trị là trừ 1 và 1. Chúng ta vẫn có trừ 1 và vẫn có 1. Được chưa? Thế tại cái thằng trừ 1 này này, trừ 1 này, thì cái thằng fx bằng trừ 3. Tại cái thằng trừ 1 thì fx bằng trừ 3. Fx bằng trừ 3 thì 1 trừ đi trừ 3 thì nó là 4. Còn tại 1 thì fx nó bằng 1. Fx bằng 1. Fx bằng 1, 1 trừ 1 thì nó bằng 0. Đó, rồi, ok. Thế bây giờ, đến đây, thì chúng ta quan tâm đến u với fu. U với fu.
Được chưa? UFU thì giống x với fx, đây giống hoàn toàn giống sơ đồ này thôi. Bỏ cái thằng này, xóa ra bớt thằng linh tinh này đi để ta nhìn cho nó dễ. Đó. Được chưa nhỉ? Xóa đi. Đấy, xong rồi xóa đi. Ok. Rồi bây giờ ta nhìn vào đây. Nhìn đây. Từ trừ vô cùng cho đến 4, trừ vô cùng. Đúng không? Đây chúng ta đang ở hàng của u thì chúng ta phải nhìn trên hàng x. Đấy, u với x là giống nhau mà, đúng không? Đến 4, 4 ở tận đây cơ. Đây 4 ở tận đây. Đó. Thì ta đi qua điểm cực trị là thứ nhất là trừ 1 và 1. Chúng ta sẽ có trừ 1 đây. Và đây là 1. Rồi. Tiếp tục lại 4 cho đến 0. 4 nó về đến 0. 0 đây. Từ 4 nó về đến 0 thì nó qua điểm 1 này. Qua điểm 1 này. Đây. Thì đây chúng ta có số 1. Đó. Rồi từ 0 cho đến cộng vô cùng. Từ 0. 0 đây. Cho đến cộng vô cùng nữa đây. Thì chúng ta cũng đi qua cái điểm 1 đây. Từ đây đến đây mà. Đúng không? Vẫn đang đi qua điểm 1. Đó. Ok. Vẽ lại cái chỗ này cho nó cân đều một chút. Thì vẽ cho nó dễ. Đây trừ 1. Đây là 1. Đó. Tương đối thôi. Ok. Thế bây giờ xong rồi. Đây U với FU thì giống như X với FX thôi. Hoàn toàn giống. Đấy chứ nhỉ? Lại xóa đi cho nó đỡ rồi. Đó. Xử lý xong rồi. Xóa đi cho đấy rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta trừ vô cùng, x thì trừ vô cùng, đây trừ vô cùng, x trừ vô cùng. Thì thằng này là cộng vô cùng. Rồi, thì trừ vô cùng thì nó là cộng vô cùng. Đây, trừ 1 thì nó thành trừ 3, nó xuống đến trừ 3. 1 lên đến 1 thì nó bằng 1, 1 ở đây. Đấy là 1. Rồi đến 4, 4 ở chỗ này. Đó, 4 chỗ này nó kéo xuống mãi dưới này, đây 4. Đó. Kéo xuống mãi dưới này, nó cắt ở mãi dưới này này. Đấy, mình ví dụ mình cắt vào đây. Đấy, nhưng mà gãy khúc đúng không? Bẻ cong đường thẳng này, đúng không? Thì F4, đây F4 ở chỗ này là chính xác là F4. Và nhỏ hơn trừ 3 luôn, đúng không? F4 nhỏ trừ 3. F4 nhỏ trừ 3. Rồi tại 1 thì nó bằng 1, đúng không? Lại lên 1. Tại 0, 0 đây. 0 nó là giá trị chỗ này, đúng không? 0 đây. Đúng nhỉ? Tại 0 đây. Nha. Không đây thì f tại không, f tại không chúng ta nhìn này, nhỏ hơn không và lớn hơn gì? F tại không nhỏ hơn không nó chúng ta đặt ở chỗ này thì f tại không. Đó, thằng này âm. Nhỏ hơn không. Được chưa? Đó. Rồi lại 1 nó lên đây, lại 1. Đó. Cộng vô cùng chúng ta trừ vô cùng mãi dưới này đi. Thấy không? Ok, rồi vẽ thôi. Xuống này. Lên. Xuống này. Đi lên. Đó, thế thôi. Xong. Thế bây giờ nó bảo rằng là bằng 0 có tối đa bao nhiêu nghiệm thực phân biệt. Bằng 0 thì nằm giữa này này. Đấy. Nằm giữa đương nhiên thằng F tại 0 này nó nhỏ hơn 0 rồi. Thì 0 nó nằm đoạn này. Đó, đây là 0. Chưa? Thì ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xong rồi nè. Chưa? Đó, có tối đa bao nhiêu là 7 nghiệm. Đấy, thực ra là có bao nhiêu chứ không cần hỏi tối đa bao nhiêu đúng không? Đó. Đồ thị này là rõ ràng này rồi thì không có khái niệm tối đa hay là tối thiểu cả, nó hỏi luôn là có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt, rõ ràng hơn. Ok, được chưa nhỉ? Trừ khi thì thằng này nó không rõ ràng này. Đấy, không rõ ràng. Đấy nhỉ? Trừ khi thằng này này, cái thằng F này nó không nhìn rõ. Đấy. Nhưng đây quá rõ rồi, F tại 0 chắc chắn đây F tại 0 này này. Giá trị đây chắc chắn là nhỏ hơn 0 rồi, F tại 0 này. Nhỏ hơn không, cắt dưới chúc hoành, nhỏ hơn không, đương nhiên rồi. Ok, đấy. Thế đây là cái bài liên quan bài số 15, được chưa nhỉ? Rồi, nha, rất là dễ thôi, thì nghĩ quá là dễ. Tiếp tục, câu số 16. Lại là hàm lượng giác. Ok, câu số 16 lại liên quan hàm lượng giác. Đấy nhỉ? Đó. Số nghiệm thuộc khoảng đoạn từ trừ pi đến pi của phương trình. Đấy, chúng ta thơm tạo ghép trục để cho nhanh nha. Còn nếu không thì ta làm cũng được thôi. Nhưng mà nó gì? Đây này chúng ta sẽ đặt luôn từ đây này. Làm thôi, làm hai cách luôn chúng ta. Cách 1,
đúng không? Cách 1 truyền thống đúng không nhỉ? Bằng 3 nha, fx bằng 3 thì chính là f f của cô bằng 3 đây, 3 3 nó nằm giữa 2 và 4 đây, đây 2 đây 4 và nằm chỗ này. Đó, được chưa? Và gióng lên đây. Nghiệm A. Nghiệm B. Đúng không? Đó. Vậy thì ta sẽ có ngay này, cách 1 này có ngay này là f của 2 cos bình x trừ 3 thì bằng 3. Đây là số 3 nhá. Đó, thì tương đương với 2 cos bình x trừ 3 là bằng a. A này nhỏ hơn trừ 3. Được chưa? Trừ 3. Thế còn 2 cos bình x trừ 3 lại bằng b nữa. B thuộc gì? Từ trừ 3 cho đến trừ 2. Đó. B thuộc trừ 3 trừ 2. Ok. Đó. Đó. Rồi. Thế thực chất ấy là cái bài này. Nếu nhỏ hơn trừ 3 thì mình mạnh dạn, giả sử mình có thể chọn luôn. Nhỏ hơn trừ 3 thì đương nhiên là thằng này vô nghiệm này. Đó. Nếu không thì mình chọn luôn gì? Chọn A bằng trừ 4 đi. Chưa? Nhỏ hơn trừ 3 trừ 4. Thì cái phương trình này sẽ thấy ngay là vô nghiệm. Cốt bình là số âm. Đúng không? Cốt bình số âm. Thằng này là vô nghiệm luôn. Vô nghiệm. Chưa? Thằng trên là vô nghiệm. Và thằng này có nghiệm này. Ví dụ thằng này là trừ 3 đến trừ 2. Đúng không? Mình cho là trừ 2,5 cũng được. Đúng nhỉ? Chúng ta có thể chọn luôn gì? Chọn B bằng trừ 2,5. Đó. Cái B bằng trừ 2,5 thì chúng ta sẽ thấy ngay cái phương trình này. Tương đương với là gì? 2 cos bình của x chuyển 3 sang thì còn bằng gì? 0,5. Đó. Đúng không? Chuyển sang đúng không? 0,5 nó 3 cộng với trừ 2,5 bằng 0,5. Và nói tóm lại là cos x sẽ bằng gì? Cộng trừ gì? Trừ bao nhiêu? Căn của 0,5 chia cho 2. Đúng không? Đấy. Chưa? 0,5 chia 2. Kệ nó đi. Đấy. Thì chắc chắn là thằng này sẽ gì? Em một thằng đã trừ từ dưới trừ 1 đến 0. Một thằng từ 0 đến gì? 0 đến 1. Là thằng như vậy. Và chúng ta sẽ từ trừ pi đến pi. Trừ pi đến pi. Chúng ta thấy như này. Vẽ thôi. Đúng không? Trục số này. Đó. Trừ pi đến đây là 0, quay về đây là đến pi. Đó, đây là pi. Đó, trừ pi đến pi chỉ một đường tròn thôi. Xuất phát đây trừ pi đến pi. Thế là cốt bằng hai thằng này, đây, một thằng là đó. Một thằng là trừ căn. Một thằng là gì? Cộng căn. Đó, thì đây sẽ có một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, nghiệm. Vậy chúng ta khoanh bốn nghiệm đáp án D. Được chưa nhỉ? Đó, bốn nghiệm. Ok, để làm gì? Trực tiếp là như thế. Rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Đúng không? Đây chụp cốt đây. Đây chụp cốt nha. Đây chụp sin. Sin với cốt thì trong trường hợp này đều số nghiệm được như nhau cả. Đó, nó chỉ có một vòng tròn đấy. Đấy, từ trừ pi đến pi ấy, chỉ là đúng một vòng tròn luôn. Đấy. Ok. Nha, trong trường hợp này như vậy. Xong, cách 1. Cách 2 này. Cái hai này chúng ta ghép trục. Đúng không? X này. Đó. U thì bằng gì? 2 cos bình x trừ 3 và FU. Và tương tự như vậy thôi. X là trừ pi cho đến pi. Đúng không? Chúng ta thấy ngay này, chúng ta thấy ngay. À, cos bình này sẽ từ đâu? Cos bình sẽ cos thì chạy từ trừ 1 đến 1. Đúng không? Cos chạy từ trừ 1 đến 1. Nhưng cos bình thì chạy từ 0 đến 1. Đó. Nó chỉ từ 0 đến 1 thôi. Đó. Nha. Cos thì chỉ 0 đến 1. À, cos bình thì chỉ 0 đến 1 thôi. Còn cos thì trừ 1 đến 1. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy này. Bây giờ hai cái đầu mút này chúng ta thay vào. Pi trừ pi thì này là bằng trừ 1. À, cos bằng trừ 1 thì cos bình thì sẽ bằng 1. 1 nhân 2 đây sẽ thành trừ 1. Chỗ này sẽ trừ 1. Đó. Pi thì cũng tương tự như vậy, đây trừ 1, hai cái đầu mút này sẽ là trừ 1 hết. Được chưa? Thế bây giờ nó bằng 0 khi nào? Nó bằng 0 khi mà chúng ta hoặc là chúng ta bấm máy nhé, cho nó chạy từ đây đến đây chúng ta sẽ thấy ngay, đúng không? Nhưng mà bằng 0
thì nó sẽ bằng trừ 3. Đó, ta lưu ý vậy. Đấy, bằng 1 thì nó bằng trừ 1, bằng 0 thì sẽ trừ 3. Đấy, cos mà bằng 0 thì nó bằng pi trên 2. Đấy, thứ nhất nó đi qua, đầu tiên nó đi qua đấy, 3 pi trên 2. À, chỗ này trừ pi trên 2 trước này, trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2 thì cos này bằng 0, đúng không? Cos này bằng 0 thì đây là trừ 3. Đó. Tiếp tục này. Nó lại bằng 1, bằng 1 là tại 0, vậy thì 0. 0 thì nó bằng 1, 1 bình phương thì nó 1, thì đây vẫn là trừ 1. Đó, các điểm cực trị của nó đấy, nó chỉ có trừ 1, trừ 3, trừ 1 và trừ 3 thôi. Tiếp tục đến pi trên 2 thì nó là trừ 3. Thế thôi. Đó, hết rồi đấy. Còn không ta bấm máy, nhớ nhé, tay vào. Đây giả sử coi như là, giả sử như chúng ta không biết đi, ta bấm máy đây, bấm máy. À. Ok, bấm máy này. Bấm máy nha. Là đây. Mình radian rồi nha. Giờ là 2 này. Cos x này. Đây mình cứ coi như nếu không biết thì cứ bấm máy cho nó chắc. Trừ 3 này, ok chưa? Rồi bằng này. Từ trừ pi này, trừ pi này bằng này, rồi đến pi này bằng này. Rồi chúng ta một vòng thì cứ cho 2 pi chia cho bao nhiêu? Cứ thoải mái đi, 2 pi chia cho 40 đi, đúng không? Thì thằng này máy luôn, đúng không? Đó. Bắt đầu từ trừ 1 này, đấy trừ 1 nha. Chưa? Tiếp tục nó sẽ giảm về đâu? Cứ giảm xem giảm dần, đấy dần dần trừ 2 cái nó vẫn giảm nữa. Đó. Từ 2,9 đến trừ 3 này, đấy chưa? Chúng ta nhìn trừ 3. Đấy, trừ 3 đó chưa? Trừ 3 để đến trừ 3 này. Đó. Trừ 3 tiếp tục nó tăng lên đến gì? Đến trừ 1. Đấy, vẫn tăng lên. Đấy, trừ 1 này, đấy, trừ 1. Đấy, trừ 1. Xong rồi. Trừ 1 rồi này lại gì? Lại giảm xuống này. Đó. Giảm xuống đến gì? Đến trừ 3. Đấy, trừ 3. Tiếp tục đến trừ 3 thì nó lại tăng lên gì? Lên đến. Cuối cùng nó đến gì? Trừ 1 hết. Được chưa? Trừ 1 hết. Đấy, đúng cái bảng này luôn. Nếu ta không biết tính cái giá trị này thì ta cứ cho vào ấy. Cái máy tính ta tính. À, không cần quan tâm nó tại cái thằng trên x là cái gì ấy. Chúng ta chỉ điền đúng theo thứ tự thế này để các giá trị cực trị của nó thôi. À, ví dụ trừ 1 xong đến giá trị cực trị tiếp theo. Ông nó tiếp tục cứ thế thôi, cứ lên xuống. Chúng ta chỉ quan tâm thế thôi. Còn trên này có thể là không cần phải điền, chỉ điền hai cái đầu mút này là xong. Đó, ta hiểu như vậy. Rồi ok. Thế là xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta quan tâm đến gì? U với FU thì nó chính là x với FX thôi. Xóa thằng này đi cho nó được rồi. Đó. U với FU. U với FU thì chính là x với FX ở đây. Chúng ta sẽ nhìn bảng này. Đấy, trừ 1. Trừ 1 thì nó bằng mấy? Đây, trừ 1 thì nó bằng gì? Bằng 2. Trừ 1 nó bằng 2. 2 ở trên này. 2 ở trên này. 3 là nó sẽ còn đúng. 4 nữa thì 2. Mình cứ vẽ giữa này. Đó. Nên 3. Bằng 3. Đấy. Ở đâu đâu mình đang ở đâu ấy, trừ 1 đúng không, trừ 1 nó bằng 2, đến trừ 3, trừ 3 nó bằng mấy, 4 cơ, trừ 3 nó bằng 4. Đó, tiếp tục trừ 1 thì nó lại bằng gì, bằng 2, trừ 3 là 4, thằng này là gì, 2, rồi đúng không, thế thôi. À, đúng nhỉ, sai, bởi vì chúng ta lại quên một cái bước thứ hai. Đấy, thằng nào thấy nó cứ thấy nó nhầm. Quên biết thứ hai đó là gì? Điền các giá trị cực trị của nó. Đấy. Quá nguy hiểm. Sai lầm. Bây giờ tiếp tục điền các giá trị cực trị. Trừ 1 đến trừ 3. Trừ 1 đến trừ 3. Thì nó phải qua trừ 2. Chỗ này có trừ 2. Đúng không? Thằng này lại có gì? Cũng có trừ 2 luôn này. Trừ 3, trừ 1, trừ 2. Trừ 1, trừ 3 lại có trừ 2. Đấy, trừ 2 đó, đèn đan xen nó có trừ 2. Đấy, thế mới đúng. Trừ 1 thì nó bằng 2. Trừ 2 chỗ này. Đúng không? Trừ 2 nó trừ 4, trừ 4 ở đây. Tiếp tục. Trừ 3 nó lên 4. Tiếp tục. 2 thì nó gì? 2 nó xuống trừ 4. Xong lên đấy, 2. Đó, trừ 2 lại xuống gì? Trừ 4. Ở đó, đó. Ừ, đúng rồi, trừ 2 lại xuống trừ 4, trừ 3 nó lên đến 4, trừ 2 thì lại xuống trừ 4, trừ 1 lại 2, rồi, đây là tóm lại như vậy, xuống này, lên này,
Đấy. Đấy. Là bao nhiêu? Bằng 3. 3 nó chỗ nào đây? Ờ. Ừ, đúng rồi, 3 này, 3 là chỗ này. Ờ. Ừ. Quái sao lại tưởng là sai. Đây 3 này. Đấy. Đây, chỗ này nó phải cắt đây, đúng không? 4 này. Nó có 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm này, 3 điểm, 4 điểm, đúng không? Đấy, nhoi lên trên mà. Đấy, thế cũng bảo. Đấy, 4 điểm thôi. Đấy, thì như vậy. Ok, để ghép trục như thế. Rồi, đó là câu số 16 của chúng ta. Được chưa nhỉ? Ok. Tiếp tục câu số 17, chắc dễ rồi. Câu 17 khá là dễ. À, câu số 17. À, cho hàm số fx liên tục có bảng biến thiên hình vẽ. Số nghiệm của phương trình. Rồi, vẫn là số nghiệm. Rồi, thực ra chúng ta vẫn làm với hai cách nha. À, cái này chúng ta có thể hai cách bình thường. Cách 1. À, chúng ta quen đi, đúng không? Thì đầu tiên là phá trị đối ra, đúng không? F của x bình trừ x bằng 2. Thì tương đương với F của x bình trừ x bằng cộng trừ 2 bằng 2 này, rồi là f của x bình trừ x bằng trừ 2 đó. Rồi theo chúng ta bằng 2 thì nó là phía trên này, trên này nó sát đúng không, trên này chúng ta coi như là 2 đây, 2 nó phía trên này đó, cắt đây thôi đó. Cắt đây một giá trị là bằng a đi, a là lớn hơn 1 đấy, lớn hơn 1 đó, đây là 2 này đúng không, 2 nó không cắt 1 đây nhá, bằng đúng trừ 2, trừ 2 thì chỗ này đó thì nó đúng là bằng 1, là 1, và thằng này là bằng b đi, b nhỏ hơn trừ 1 đó. Thì thằng trên này ta sẽ có ngay là x bình trừ đi x bằng a lớn hơn 1, thằng dưới này là x bình trừ x thì bằng 1, và cái thằng x bình trừ x bằng gì, bằng b nhỏ hơn trừ 1 đó. Thế đến đây chúng ta sẽ làm luôn thôi luôn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy số nghiệm thì để xem là nó thực ra cái thằng này này bằng 1 này, nó có nghiệm kép này, kép. Nếu nghiệm kép thì cứ một nghiệm đây sẽ sinh ra đây sẽ có hai cái nghiệm x, thằng này này có hai nghiệm, được chưa, u này có hai nghiệm, thứ hai cái thằng này x bình trừ đi x bằng 1 lại có x bình trừ x bằng 1 nữa. Đấy. Mà đây nó coi là thực ra là đây chắc là bài nó sẽ hiểu là số nghiệm phân biệt. Ta hiểu về nhá, số nghiệm phân biệt. Bởi vì chúng ta đến nhìn đây chúng ta không có đáp án. Trình chuẩn chỉ của nó là số nghiệm phân biệt. Đó. À, chuẩn. Thế thì thằng này chuyển vế sang này. Riêng thằng này chuyển vế sang x bình trừ đi x trừ 1 bằng 0 ấy, là có hai nghiệm rồi. Đây có hai nghiệm. Nhưng nếu mà nói là nghiệm thì hai nghiệm phân biệt thôi nhé, còn nếu là số nghiệm vì đây nó tiếp xúc đây này, kiểu gì có hai nghiệm một này thì nó sẽ thành bốn nghiệm cơ. À, nhưng mà thôi đây chắc chắn là bài toán là sẽ số nghiệm phân biệt rồi, đây hai nghiệm đấy nhỉ, hai nghiệm này đấy, và chúng ta đây là hai nghiệm là một, thế lớn hơn một thì mình cứ cho là gì, à mình cứ cho bằng hai đi đúng không, lớn một cho bằng hai, giả sử đây cho a bằng hai, a bằng hai chuyển vế sang ấy, thì chúng ta sẽ cái phương trình này là nó chính là x bình trừ x trừ 2 bằng 0, cũng có hai nghiệm nữa, thằng này cũng hai nghiệm nữa đúng không, AC gì AC trái dấu kiểu gì cũng có hai nghiệm. Thế còn thằng này ví dụ như nó bằng nhỏ hơn trừ 1, nhỏ hơn trừ 1 thì ví dụ trừ 2, trừ 2 chuyển sang bên này cộng, ngay cả bằng trừ 1 thôi thì nó đã không có nghiệm rồi đúng nhỉ. Đó. Thế thì cái thằng mà trừ 2 ví dụ mình cho trừ 2 chuyển sang là x bình trừ x trừ 2 cộng 2 thì thằng này vô nghiệm. Đấy, vô nghiệm. Đó, bấm máy thấy ngay vô nghiệm, hoặc là chúng ta thấy ngay x bình trừ x mà cộng với 2 đây thì chắc chắn là nó vô nghiệm rồi đúng không, delta là âm mà. Đấy. Vậy chúng ta sẽ có gì, hai nghiệm với hai nghiệm nó sẽ có bốn nghiệm, đáp án là D. Được. Thì đây là sẽ chắc chắn là sẽ là nghiệm phân biệt, chúng ta nhớ là nghiệm phân biệt, số nghiệm phân biệt đó, đầy đủ nó là số nghiệm phân biệt. Chưa? Thì nó không có đáp án hơn nữa rồi đúng không, đáp án 4 ấy. Tối đa là 4 đó. Ok, đây là cách 1. Cũng nhanh thôi đúng không? Cách 1 khá là nhanh. Ok nha. Rồi ta xóa đi làm cách 2.
cái hai. À, cái hai trước đây, cái hai. Đầu tiên thế thôi, x u bằng x bình trừ đi x ở dưới này fu. À, trừ vô cùng rồi cộng vô cùng. Bây giờ x với u chúng ta tìm cái cực trị của nó thôi. Thế là hàm parabol đúng không? Đạt đỉnh tức là đạt cực trị của nó là trừ b trên 2a và trừ delta trên 4a đấy đúng không? Hoặc là ta sẽ bấm máy, nói tóm lại là chỗ này thì rất là dễ thôi, không phải bấm máy làm gì cho khổ cả. Đúng không? Thế là trừ vô cùng x tại trừ vô cùng này thì nó là cộng vô cùng, chắc chắn là cộng vô cùng rồi. Đó là x cộng vô cùng nó là cộng vô cùng rồi, đúng không? Thay vào đây thôi, trừ vô cùng bình phương vẫn là cộng vô cùng bình phương là cộng vô cùng. Được chưa? Thay vào cái đầu tiên này. Ok. Đó. Thế bây giờ thằng này là trừ b trên 2a, tức là chúng ta thấy được điểm đỉnh của nó trừ b trên 2a, tức là 1 phần 2, đúng không? Rồi thay 1 phần 2 vào đây chúng ta sẽ tìm gì? Tìm được đỉnh của nó 1 phần 2. 1 phần 2 thì 1 phần 4 trừ 1 phần 2 là trừ 1 phần 4. Đúng nhầm đấy, trừ 1 phần 4. Còn nếu không ta dùng máy tính được, ta có máy tính bấm cái chỗ này thôi. Đây, chúng ta máy tính này. 1, 9, 2, 2. Đó, là 1 bằng này. Trừ 1 bằng này. 0 bằng. Đấy, 1, 0. Đây. Đây, giá trị nhỏ nhất, đúng không? Giá trị nhỏ nhất. Đấy. Cực trị của nó đấy, x đây, x min đúng không? Rồi đây, y min là trừ 1/4 đúng chưa? Ok, đó. Thế thôi, thế bây giờ chúng ta quan tâm thằng này thôi, này xóa thằng này đi, đỡ rối này, đấy, xóa đi, đỡ nhìn đỡ nặng nhạt. Đó, rồi. Tiếp tục chúng ta điền này các giá trị đây. À, trừ 1 phần 4 thì nó nằm ở chỗ nào? Trừ 1 phần 4 chắc chắn là nằm ở chỗ này. À, trừ 1 phần 4 phải lớn hơn trừ 1 rồi. Thế là từ gì? Từ cộng vô cùng đến trừ 1 phần 4, cộng vô cùng mà đến trừ 1 phần 4 thì nó phải đi qua điểm 1. Đấy, chỗ này ta đẹp, đặt điểm 1 vào đây. Tiếp tục ngược lại là từ 1, trừ 1 phần 4 cho đến cộng vô cùng đến đây. Thì nó cũng phải qua điểm 1, để qua điểm 1. À, thế là xong, đây qua 1 đây này. Rồi, ok. Thế là ok rồi đấy. Thôi, dựa cái thằng này là tính thôi nha. Đó, cái chỗ trừ 1 phần 4 này. Đúng đây. Chẳng biết là nó cái giá trị nào, tất cả nó đi. Đó. Thế tại cộng vô cùng này, cộng vô cùng. X là cộng vô cùng thì thằng này là cộng vô cùng. Đó, thế tại 1 thì nó là trừ 2. Thế còn tại trừ 1 phần 4 thì chúng ta thấy là đây chính là F của trừ 1 phần 4. Đó. Rồi tại 1 thì nó bằng trừ 2. Rồi, được chưa? Rồi. Cái thằng tại cộng vô cùng này. À, cộng vô cùng nha. Thì nó là cũng là cộng vô cùng. Ok, để đi xuống. Đi lên. Đi xuống. Đi lên. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi. Thế bây giờ vừa rồi chúng ta sẽ có thằng FU đúng không? FU là bằng 2 là 1 và hoặc là FU bằng trừ 2. Được chưa? FU bằng 2 là đây bằng 2 đây. Bằng 2, à bằng trừ 2 trước đi. Trừ 2 trước. Đó. Thì qua trừ 2 nó chỉ đây. Đây điểm trừ 2 đây. Nó chỉ có một nghiệm thôi. Cái này một nghiệm này. Cái này có một nghiệm này. Là hai nghiệm. Đó, hai nghiệm. Được chưa? Hai nghiệm phân biệt nhé. Nhớ, hai nghiệm. Cái này hai nghiệm này. Thế còn F bằng 2 thì cái thằng này chúng ta nhìn thằng này. Thằng này chắc chắn là nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 1, đúng không? Thằng này phải nhỏ hơn 1. Đó. Nhỏ hơn 1 vậy FU bằng 2, 2 nằm trên này. Đó. 2 nằm trên nó phải lớn hơn 1 mà, đúng không? Đây. Cắt 2 điểm này, phải 4 điểm. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Ok, đây điểm 1 điểm đó. Rồi, 4, phải 4 nghiệm thôi. Rồi, tóm lại cả. Rất là dễ. Đó. Không có gì khó khăn cả. Nhỉ? Yeah. Đó. Ok chưa? Rồi, đây là câu số 17 của chúng ta. Được chưa? Tiếp tục sang câu số 18. 18 này dễ quá. Đúng không? Câu 18 này thì quá dễ. Số nghiệm thuộc đoạn từ -1 đến 3. -1 đến 3. Ok.
Rồi kệ nó đi, trừ 1 đến 3 nha. Thế thì cái này ghép chục đi cho nó nhanh. Đó. Ghép chục đi. Ghép này. Ghép luôn nhá. Còn không làm mà kiện được thì chúng ta sẽ có là cách thì cứ làm hai canh đi. X1 đấy. F của x bình trừ đi 3x bằng trừ 1. Đó. Thì bây giờ bằng trừ 1, trừ 1 nó nằm chỗ nào? Trừ 1 thì nó nằm ở đâu? Trừ 1 nó nằm ở trên cái thằng trừ 2 và nhỏ ở đây, đúng không? Đây, trừ 1 đây. Cắt đây một điểm. Cái A đi. Cắt đây điểm. B đi. Cắt đây điểm. C đi. Đó, được chưa nhỉ? Đấy. Nói tóm lại lúc này ta sẽ có là gì? X bình trừ 3x bằng A. A thuộc từ đâu? Thì trừ 2 nhân 0. Rồi x bình trừ 3x bằng B. B thuộc đâu? Thuộc từ 0 đến 1. Và x bình trừ 3x bằng C. C thuộc từ đâu đâu? 1 đến 4. Nói tóm lại là trắc nghiệm người ta chọn đại diện luôn. Chọn luôn rồi đấy. A bằng mấy? Chọn A bằng trừ 1. Thế chọn gì? Chọn B bằng 0,5. Đúng chưa? Rồi chọn gì? Chọn C bằng 2 đi. Mình cứ chọn đại diện bấm máy. Đúng không? Bấm máy xem là nó có bao nhiêu nghiệm thuộc thằng này là xong. Luôn luôn là thế. Còn nếu như thằng này mà nó gì? À, thằng này mà khi mà chọn này mà không đúng ấy, thì cái bài toán này nó khó, không xác định đâu. Vì thằng này nó nằm ở giữa này, chúng ta chỉ chọn nó nằm vu vơ như này, kiểu gì nó bị khống chế bởi những cái giá trị này thôi, chứ nhỉ? Đó, thế là bấm máy thôi, đúng không? Máy bằng A chuyển sang đây, đây máy tính đây, máy tính nhá. Rồi bấm máy này, à một này, trừ ba này, rồi bằng này, này A là mình chọn bằng trừ một đúng không? Trừ một chuyển sang là cộng một, một bằng. Đó, thế xem thằng này có thuộc hai này, hai chắc chắn thuộc này, một này, một nghiệm này. Tiếp tục này, thằng này có thuộc không? Không phải. Đây 0,3, vậy thì thằng này sẽ có hai nghiệm này, hai nghiệm nhá. Hai nghiệm. Ok. Tiếp tục này, mình chọn thằng này 0,5, đúng không? Đó, C này, chọn 0,5. Thì chuyển vế ra chuyện 0,5 thì chuyển vế ra trừ 0,5. Trừ 0,5 bằng này. Đây xem nào. Lớn hơn 3 bỏ, đúng chưa? Lớn hơn 3 bỏ. Rồi tiếp tục bằng tiếp. Trừ 0 phải gì? Trừ 0,15 thuộc rồi, thuộc trừ 1 đến 3. Thằng này vậy có một nghiệm này. Một nghiệm. Tiếp tục này, thằng này mình chọn bằng 2 đúng không? Bằng 2. Bằng 2 chuyển vế sang nó là trừ 2. Đây, trừ 2. Đó, bấm máy này. Đây, 3 bỏ này. Tiếp tục này. Đó, trừ 0,5 lấy này, một nghiệm nữa này. Vậy chúng ta sẽ có 4 đáp án ở đây. Được chưa? Đó. Và chúng ta có 4 nghiệm. Nghiệm đây, cách 1 như vậy. Cũng rất là nhanh thôi, đúng không? Đấy. Cách 1 nha, như thế. Ok, đúng nhỉ? Xem kiểm tra lại. Rồi, chắc thế. Ok. Đây là gì? À, cách 1, được chưa nhỉ? Cách 2 này. Cái hai này ghép chục, cái hai làm hai cách thì chúng ta quen cái nào, ta dùng cái đấy x này, u này bằng x bình trừ đi 3x rồi fu, tôi cũng làm tương tự như vừa rồi nhưng nó chỉ yêu cầu từ đâu đâu thôi. Ta chú ý nhé, từ đâu? Từ trừ 1 đến 3, trừ 1 đến 3. Đó, với cách này nó khống chế luôn từ trừ 1 đến 3. Được chưa nhỉ? Khống chế luôn. Đó. Chữ B trên 2A mình xem này, mình bấm cái điểm đỉnh này. À, đây, dùng Casio luôn. Đây nhá. Thì thằng bấm máy 1 trừ 3 0. Không. Đó. Điểm đỉnh là 3 phần 2. 3 phần 2 là 1,5. Chắc chắn thuộc đây rồi. Đây là 1,5. 3 phần 2. 1,5 cũng được. Đó. 1,5 đây.
thì nó trừ 9 phần 4, trừ 9 phần 4. Đó. Thế thay trừ 1 vào đây, thay trừ 1 vào đây thì nó bằng 3 này phải 4. Thế 3 vào đây, 3 3 là 9. Hết đúng không? Đây là 0. Rồi, thế thôi. Là xong rồi đấy. Rồi. Thế bây giờ chúng ta nhìn đây. À, bắt đầu là nhìn trên cái thằng này, xóa đi này, xóa đi được rồi. Rồi, ok. 4 đến trừ 9 4, 4 đâu? 4 đây. 4 đây. Trừ 9 phần 4 là ngoài nhỏ hơn chỗ này là trừ gì? Trừ 2, 2,5 đấy, đúng không? À đâu? 4, 4, 2 là 8. 2,25. Đúng không? 2,25. Rồi, nói tóm lại là nó sẽ nằm sau thằng này. Thế chúng ta từ 4 cho đến trừ 9 phần 4 thì nó sẽ đi qua hai cái điểm cực trị là 1 và 0. Thì đây là 1. À, đúng rồi, 1, 0 đúng không? 1 và đây là 0. Được chưa? Tiếp tục này. Từ trừ 9 phần 4. Đây, trừ 9 phần 4 đây. Trừ 9 phần 4 là cái thằng này. Đúng không? Đến 0 thì không đi qua thằng nào cả. Đúng không nhỉ? Và đây mình cứ cho đi qua đi. À, mình sẽ... Thực ra cái thằng này này, trừ 9 phần 4 thì chỗ này này. Ở chỗ này chúng ta có cái điểm là 2, nhưng mà tôi kệ nó, thì em tính sau, đúng không? Cái này nó sẽ không liên quan đến đây đâu. À, chỗ này chúng ta không có đi qua thằng nào cả. Rồi, ok nhá, kệ nó nhá. Rồi, để ta xem cái thằng 2, số 2 này. Nó không phải là điểm cực trị đâu. À, nó chính là giá trị biên của nó thôi, nó không xét hết được. Cho cứ để nguyên đây. Thế là đầu tiên là chúng ta thấy là 4. 4 thì nó bằng gì? À, trừ 2. À, 4 là trừ 2. Trừ 2 đây. Trừ 2 nó còn trừ 3 nhỏ hơn nữa, trừ 2. Rồi tiếp tục tại 1, 1 thì nó lên đến 1. Tại 0 nó trừ 3, trừ 3 đây. Tại từ trừ 9, từ trừ 9 phần 4 thì thằng này không biết nó ở chỗ nào, đúng không? Nó không biết chỗ nào, nhưng khả năng nó sẽ vọt ở phía trên này, được chưa nhỉ? Đó, thì chỗ này chúng ta sẽ có là thực chất là chúng ta sẽ có một cái điểm mà trừ 2 ngay chỗ trên này này. Đó, thì chúng ta chú ý nhé, chỗ này là trừ 9 phần 4, đúng không? Trừ 9 phần 4 thì nó sẽ có cái điểm trừ 2 phía trước này. Đấy. Và đây trừ 2 chỗ này. Thì chúng ta thấy là nó sẽ đi qua thằng đến thằng 4 này. Có thể nó không biết ở chỗ này nó đi lên đi xuống như nào. Kệ nó, bên này có 4 này. Đó. Được chưa? Kệ nó đi. Nó sẽ đi lơ lửng ở chỗ này. Chắc nó đi lên thì hẳn này. Xong tiếp tục là đến gì? Đến 0. Đến 0 thì về trừ 3. Ta nhìn thế này. Rồi nó đi lên. Đi xuống. Rồi lên đến thằng này. Rồi nó đi xuống này. Được chưa? Kiểu gì nó đi qua thằng 4 này. Đó. Ok. Thế thì nó bằng trừ 1. Trừ 1 thì nó chả liên quan chỗ nào chỗ này cả. Đó. Trừ 1 thì nằm đây thôi. Đó. Trừ 1. Em u trừ 1 mà. Đúng không? Em u. Em u. Bằng trừ 1. Đấy. Thì ta vẽ trừ 1. Thì có 1 điểm. 2 điểm. 3 điểm. 4 điểm. Đó. Chúng ta có 4 điểm. 4 điểm cắt thì là 4 nghiệm thôi. Ok. À, xong rồi. Đấy chưa nhỉ? Đấy ghép trục này như thế. Ghép trục thì mình thấy mình làm ngay này. Mình cho luôn cái khoảng khống chế của nó. Nghiệm x. Nhớ nhé. Trên cái bảng. Đừng cho nó chạy qua ra ngoài đấy. Thì chúng ta mới làm được. Ok. Rồi. Tóm lại như vậy nha. Thế còn chỗ này có bảng là ví dụ cái giá trị này nó không không thuộc trong bảng thì kệ nó. Mình cứ set cái phía bên ngoài này nó lớn hơn này. Đấy. Thì chúng ta phải nằm dưới. Đó. Ok. Rồi, được rồi. Đó là cái bài số 18 của chúng ta. Được chưa nhỉ? Tiếp tục sang câu số 19 này. Câu 19. Cho hàm số y bằng fx liên tục và có đạo hàm trên trừ 2, 4. Và có bảng biến thiên nhìn vẽ. Đây, bảng biến thiên của thằng fx đây. Số nghiệm của phương trình này. Số nghiệm phương trình này. Được nhỉ? À, bài này thì bên này vế bên này nó lại một cái hàm số. Chúng ta có thể là đưa về cái dạng này. Khả năng ta đặt T thì sẽ dễ hơn. Trước tiên mình cứ đặt T đi nha. Đặt T này. Đặt T bằng trừ 2X cộng 1. Rồi. Lúc này ta sẽ rút ra X bằng. X bằng là bao nhiêu?
Ở đây chuyển vế sang đây, chuyển đây là 1 trừ t chia cho 2. Rồi ok. Và thay vào từ đấy sẽ ra phương trình, ta có phương trình này. À chúng ta phải với x thuộc trên đoạn từ trừ 3 phiên 2 đến 3 phiên 2 đã, thì chúng ta sẽ t thuộc đâu đâu đã, đúng không? Đấy. Với x thuộc đoạn trừ 3 phần 2 đến 3 phần 2 thì suy ra t thuộc đâu đâu, đoạn nào ta thay vào thôi. Đây hàm này hàm nghịch biến này, thay trừ 3 phần 2 nó sẽ thành lớn nhất, 3 phần 2 1 cộng với 3 phần 2 chia 2 là 1 cộng với 3 phần 2 là 5, 5 cộng 3 là 2 cộng với 3 là 5, 5 phần 2 chia 2 là 5 phần 4, vậy thì đây là 5 phần 4. Rồi, 1 trừ 3 phần 2 thì thành trừ 1 phần 2 đúng không? Trừ 1 phần 2 chia 2 là trừ 1 phần 4. Đó, T nó thuộc đây. Nói tóm lại là hỏi có bao nhiêu nghiệm T thuộc cái này là được. Có bao nhiêu nghiệm T thì sinh ra bấy nhiêu nghiệm X thôi. Để chờ đây quan hệ bậc nhất nên là có thả 1 thằng T sẽ sinh 1 thằng X. Vậy thực chất thì tí nữa ta sẽ chuyển thẻ sang T, có bao nhiêu nghiệm T. Ok, thì từ đây ta sẽ phương trình này. Cái phương trình, từ đấy cái phương trình này trở thành cái gì? Là 3 này, FT, đúng không? Bằng này, 8 nhân với 1 trừ đi T trên 2, tất cả mũ 3 này, rồi trừ đi 6 nhân với 1 trừ T trên 2. Rồi, tương đương với 3 FT bằng, lần này 2 mũ 3 là 8 hết này, khai triển hằng thức ra là 1, trừ đi 3 lần bình phương số nhất thứ hai, tức là 3 1 bình nhân 3t cộng với 3 chứ đúng không? Cộng với 3 lần số thứ nhất với bình phương số 2, tức là 3t bình. Trừ đi lập phương số 3, tức là trừ t mũ 3. Rồi, chỗ này 2 thì còn trừ 3, trừ 3 nhân trừ 1 trừ 3 cộng với 3t. Rồi, tương đương với 3ft bằng trừ t mũ 3 rồi cộng với 3t bình. Ở đây chúng ta 3t 3t hết, vậy chúng ta trừ 2. Ok. Nếu như ta tìm được cái hàm ft này thì chúng ta bấm máy thực ra ngay phương trình mũ 3 đúng không? Đấy. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ khôi phục cái hàm fx này. Fx như ft nó sẽ chỉ thay x bằng t thôi. Đấy nhỉ? Đấy, ta khôi phục hàm này, ta khôi phục hàm fx nha. Đấy, ta tiến hành khôi phục fx. Thực ra cái thằng này này, fx nhìn cái dạng hình dáng đồ thị này thì chúng ta cứ mạnh dạn là nhận định nó không cho đâu, cái hàm này nó không cho hàm hàm bậc 3 đâu, nhưng mà hình dáng này là có vẻ là hàm bậc 3 rồi, nên mình cứ cho mạnh dạn cho nó bằng gì, bằng ax mũ 3 cộng với bx bình cộng với cx cộng d, được chưa? Cứ mạnh dạn như thế xem sao. Rồi ok. Đương nhiên là chúng ta thấy là nó có hai điểm cực trị là 0 và 2. Đấy, ta có f phẩy đây, f phẩy x bằng 3 ax bình cộng với 2 bx cộng c. Rồi, có hai điểm cực trị thì chúng ta thấy thứ nhất là f tại 0, f tại 0 đây, f tại 0 thì bằng 2. Bằng 2 tức f tại 0 thì bằng d luôn và d thì bằng 2. Rồi. Và f phẩy tại 0 là bằng 0. F phải tại 0 đây. F phải tại 0 nó là nghiệm mà, đúng không? Là điểm cực trị luôn. Thay đây tại 0 này thì bằng C và bằng 0. Đấy, chúng ta có hai thông số rồi. Bây giờ ta chỉ cần tìm hai thằng còn lại thôi, tức là A và B thôi. Thì F tại 2, F phải tại 2. F phải tại 2 cũng bằng 0. Thay 2 vào đây. 2 vào đây nhá, mình thay luôn C vào luôn nhá. Thì 2 là bằng 4 thì 4 4 3 12 12A cộng với 4B là cũng bằng 0, đúng không? Đó, vì nó là điểm cực trị mà. Điểm cực trị thì f phải tại hai cái điểm cực trị đều cho bằng 0, chứ nhỉ? Và mình chỉ cần một phương trình nữa thôi. Đây chúng ta thích dùng phương trình nào cũng được. F tại 2 thì bằng 1, thay luôn 2 thì 1 xem nhá. Còn hai cái điểm này thì chắc chắn tí chúng ta kiểm tra xem có thỏa mãn không. F tại 2 là bằng 1.
Đấy. Là bằng này, f tại 2 này, thay 2 vào đây. Có hết rồi, thằng này bằng 0 này, bỏ đi nha. Thấy chưa? Rồi, 2 đây chúng ta sẽ có là 8a. 2 cộng với 4b. Rồi, cộng với d tức là cộng gì? Cộng với 2 là bằng 1. Đó. Vậy từ đây chúng ta sẽ có hệ là gì? Chia luôn cho 4 là 3 cộng với gì? B bằng 0. Rồi thằng này chuyển về kia là 8A cộng với 4B bằng trừ 1. Bấm máy. Xem nào. Bấm máy xem nó ok không nha. 1, 9, 1, 2. Đó. Nhiêu đây? 3, 1, 0. 3, 1, 0. 8, 4, trừ 1. 1 phần 4. A 1 phần 4. A bằng 1 phần 4. Điểm bao nhiêu? Trừ 3 phần 4. C bằng 0. D bằng 2. Đó. Vậy ta sẽ thử xem nào. Các giá trị kia nó có thỏa mãn không nhá. Thử xem đã. Bởi vì nó cho chính xác như này thì mình phải thỏa mãn này. Chúng ta sẽ có cái hàm là y bằng này fx này bằng 1 phần 4 x mũ 3 này trừ đi 3 phần 4 x bình này cộng với 2. Đó. Bây giờ mình xem là có đúng không. Mình can lại xem là 1 đây. 1 phần 4 là 0,25 x mũ 3. Rồi. Trừ 3 phần 4 là 0,75 x bình phương cộng 2. Rồi mình can trừ 2 xem nó bằng trừ 3 không nhá. Can trừ 2 bằng trừ 3, ok chắc đúng rồi. Can tiếp bằng 4 xem bằng 6 không. Ok chuẩn nhá. Vậy hàm này chuẩn rồi. Vậy đương nhiên là xong rồi đấy, đúng không? Vậy thì lúc này ta sẽ suy ra FT thôi. FT thì bằng 1 phần 4 T mũ 3 trừ đi 3 phần 4 T mũ 2 cộng với 2, đúng không? Từ đấy suy ra là 3 FT bằng bao nhiêu? Trừ T mũ 3 cộng 3T bình trừ 2 trừ T mũ 3 cộng với 3T bình trừ 2, đúng không nhỉ? Hay trừ 3T bình nhỉ? Cộng 3T bình. Rồi đúng rồi. Ok, thay vào thôi, tương đương với. Chuyển về nhá, 3 nhân 3 đây, đúng không? Vậy thì 3 phần 4. Này, nhân 3, 3 phần 4 cộng với 1. Nhân với T mũ 3. Rồi, đến T bình thì nhân 3 vào đây là trừ gì, đúng không? Trừ ra ngoài. Đó, nhân 3 là 9 phần 4. Cộng với 3. T bình. Rồi không có tự do trừ đi cộng với 4 bằng 0. Rồi bấm máy thôi. Đây nhiệm vụ ta bấm máy xem có nghiệm T thuộc bao nhiêu, có mấy nghiệm T thuộc trừ 1 phần 4 đến 5 phần 4 thôi. Trừ 1 phần 4 là trừ 0,25 đúng không? 5 phần 4 là 1,25. Rồi ok. Có bao nhiêu nghiệm là xong. Bài này à. 2, 3. 7 phần 4 đúng không? 7 phần 4. 7 phần 4 bằng trừ đi 9 phần 4 cộng 3 rồi 0 4 bằng đấy trừ 0,77. Đấy, chúng ta xem T vừa rồi là T chúng ta điều kiện của T sẽ phải thuộc từ trừ 1 phần 4 là trừ 0,25 cho đến 5 phần 4 là 1,25. Đó. Thằng này không phải rồi. Thằng này không được. Bỏ. Đấy, 2 phải thằng này bỏ. Đây. 1,09. Vậy có một nghiệm. Vậy thì thứ ra. Có một T thỏa mãn thôi. Có một T thỏa mãn thì khoanh vào đáp án này. Đó. Ok. Xong. Đấy, trắc nghiệm thì có những cái kiểu làm như vậy. Đó. Nha. Ok. Đấy câu số 19 là như vậy. Được chưa nào? Tiếp tục sang câu số 20 này. Câu 20 cho hàm số y bằng fx.
bằng x mũ 3 trừ 3x cộng 1 số nghiệm của phương trình. Thực ra cái này thì chúng ta cứ giải phương trình thôi, giải phương trình này bằng cho nó bằng khá là dễ. Cái này thì rất là dễ rồi, bài này thì đúng không? Đầu tiên cho cái thằng này đây chính là gì? FT đây. Đây là có phải FX bằng T không? Thì nó chính thằng này luôn. Đó, cũng là gì? Hay FX đặt FX bằng gì? FX bằng U được thì ta sẽ có là U mũ 3 trừ đi gì? 3U cộng 1 bằng 0 hay cũng chính là bằng tương đương với FU bằng 0 đấy. FU bằng 0 đúng không? Chính là FU bằng 0 đây. Được chưa? Đó, thì ta bấm máy cái này. Bấm máy cái phương trình này xem có bao nhiêu nghiệm thì sinh ra U thôi. U thì chính là FX. Thế là lại bấm tiếp. Đúng không nhỉ? Rồi bấm máy cái bài này thì bấm máy. Đơn giản quá. Phương trình bậc 3 đúng không? Đây rồi. 1 bằng 3 bằng đâu nhầm 0 bằng đây mới là trừ 3 1 bằng rồi đó, một là trừ 1,87 đó. Đây đầu tiên thì ta sẽ có được là U bằng này tương đương với U bằng trừ 1,87 đúng không? Nếu không thích thì ta lưu vào store và A cho nó máu. Đúng không? Rồi. Tiếp tục. Đây. U bằng gì? Đây thì store và B là 1 phải gì? 53. Đấy, store B. Rồi. Tiếp tục lại bằng store và C. Đó. U bằng gì? 0,343 à 34. Đây là bằng A. Đây bằng B. Bằng C. Đấy, tóm lại là như vậy, FX bằng U đúng không? Thì U bằng này hay là FX chúng ta FX lại bằng gì? Bằng A. FX bằng bằng B. FX bằng bằng C. Thế ta sẽ bấm máy tiếp đúng không? Đây, bấm máy ABC chỉ khác mỗi cái hệ số tự do này thôi. Chúng ta sẽ chuyển vế sang thôi, đúng không? Đây. Đúng chưa? Đó, 1 đây. 1 đây, 1 thì phải là gì? Trừ A. 1. Trừ A. Alpha A. Rồi ấn dấu bằng. Đó. 1 nghiệm. 1 nghiệm thôi. Đây em đang nghiệm phức rồi. Cộng nghiệm phức liên hợp. Tức là vô nghiệm đây. Thằng này có 1 nghiệm. 1 nghiệm. Xong. Tiếp tục này. Quá dễ. Tiếp tục đây. 1. Trừ B bằng 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, thằng này 3 nghiệm. Đúng không? Tiếp tục. 1 trừ C rồi bằng 1 nghiệm. Đúng không? 1 nghiệm, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 3 nghiệm nữa. Mạnh dạn khoanh vào 7, đáp án D. Đúng không? Thế thôi. Ôi giời, bài này quá là dễ. Đấy. Đã có gì cả. Được chưa? Ok. Đấy. Rất là dễ thôi. Đấy câu số 20 của chúng ta.